Chào các bạn, tôi là Thắng, chuyên gia về sản phẩm máy in nhãn của hãng Razer Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ mở hộp và giới thiệu cho các bạn cái máy in nhãn QL800. Bên tay trái tôi là máy QL800. Tôi sẽ mở hộp máy. Thì khi mua máy, các bạn sẽ lưu ý là có phiếu bảo hành. Thì hiện nay thực ra Razer cũng bảo hành theo số serial number. Tuy nhiên các bạn cầm phiếu bảo hành thì cảm giác sẽ chắc chắn hơn. Yên tâm. Đây là dây cáp USB đi kèm, adapter sạc, hộp nhãn demo đi kèm máy đang hộp 62mm liên tục. Quận demo đi kèm cái máy QL800 là khoản năng in chữ đỏ nhé các bạn. Và cái quận 2990. Bên trong thì bao gồm thân máy và sách hướng dẫn sử dụng. Đây là thân máy QL800. Máy QL800 các bạn nhé. Thì tôi cũng giới thiệu sơ qua về cái phần ứng dụng nhãn và vật tư dành cho máy. Thì cái máy QL, dòng QL của bên Brazzer chúng tôi ấy, thì sử dụng cái nhãn DK. Thì đây trên tay tôi là cái hộp nhãn DK11201. Thì cái hộp nhãn này là hộp nhãn chính hãng. Và sản phẩm này là bao gồm là sản phẩm chúng ta sử dụng là sẽ bao gồm là lõi nhựa và đề can bên trong. Các bạn có để ý là đề can có điểm đen đúng không? Thì ở Việt Nam chúng tôi có hai phương án các bạn sử dụng vật tư, đó là mua nguyên một cái hộp này. Thì giá thành một hộp này khoảng 200-300 nghìn, khoảng vài trăm nghìn. Thì có một cái phương án thứ hai sử dụng vật tư ấy, đó là các bạn tận dụng cái lõi nhựa này. Các bạn bẻ cái lõi nhựa này ra, tháo cuộn đề can bên trong. Đấy thì chúng tôi sẽ bán cái cuộn đề can này cho các bạn. Thì hiện nay cái cuộn đề can này đang có sẵn ở trên thị trường và các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn về cái phần nhãn đề can này. Thì sử dụng nhãn đề can và tái sử dụng lại cái lõi nhựa này, mỗi cuộn mới chúng ta sẽ lắp vào. Đấy. Và lắp vào máy, chúng ta sẽ đặt vào khay máy. Thì các cái nhãn in ra tôi sẽ giới thiệu qua về nhãn 2990. Nhãn có chiều dài cũng như chiều rộng rất là phù hợp để in các thông tin cơ bản. Đây, độ bám dính cao. Đây là các ứng dụng của nhãn 2990. Đấy. Thì các khách hàng thường sử dụng ấy thì bao gồm ngành sản xuất, nhà máy, logistics cũng như là thị trường bán lẻ, các cái văn phòng, in nhãn bì thư, nhãn gửi thư, các cái nội dung liên quan thì rất phù hợp để sử dụng nhãn dòng nhãn giấy dành cho máy QL. Thì sau buổi hôm nay thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi với hotline bên dưới. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.